sớm chu nà rừng bồn ai chê dù lùng nà mọ hài miên bà đây bà bôn bì nè ở rù nơi chê nà bọt khăn nông chì vập hiệp kray kro bòm phót rè trầy mùi nèng chê phê rà dê bàn sợ bàn khơi ta cha mần nè ôi kèo đò bì sạch mùi lọ đôi phái bồn ai lúc bật lãng nèng bàn nè dây bạp sva mây sva mây có cách sợ bàn lúc bà phê rà dê thà sợ bàn nè lọ nè bà bà rà nà cha lộ thà nâng bàn côn bà 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 đôi bôn vi sà nà khắp bù lúc cổ rục khải phê rà dê gà cách bàn côn bà mà nè đại chmô thà bồn ai bì chân nàm còn lòng mốc nàng xâm ra ban côn pro mình đã tiết đại chúng mùa thà á à, nụ chìa lúc đó về chùm tủng ở phục ban thơ thân nụ ở cậu ma tầng bì tranh tập bỏ bàn sát ở riêng rõ thằng ngày về liệt thằng ngày mũi côn pro chú bọc ban khơi phái bồn ai tâm cỏ hòm rồi luôn nụ khăn ông bầy có nghĩa mộ nơi dây prap ôn thà bèo bong thông pin cầm lọc ca nà bong nâng rộp phê rà dươi lọ đôi phái bồn ai nì bà mình bán đôi chân này tế bong nâng rốt cho là bốc mai hài lúc trở lọc mà đọc tẻ vĩnh ạ nội chia bán nè dây đường nì prap mà đai có khăn chìa khăn bán sẽ đáy bình tốt ôi côn thà bà côn nà mình sẽ đạp tam ở bốc mà đai tế xôm chạy chinh ở chân ngay tư dường mình sẽ rõ nọ tế vì liên nô bồn ai có rớt chạy chanh bíp tè mèn rì à nụ chìa có rớt tất tam bong bì kroi tổ bụng mà đài tam khuất dàng nà có cổ ma tình bì bụng bồm sạch đạp lại chạm bì thằng ngày nụ mốc tình bì nẹ bong bồn có đạp xong bà rình khăn nông bà rây đa xanh chả rơ bà có bà rộ bò đã ăn tẹ sạch bì mùi thằng ngày tơ mùi thằng ngày miền sát cho bàn tiệm mình đà khan đôi chìa pra chlu tuần sai chìa đàm tiếng phi nẹ bong phôn có bán bằng cách phlơn cho à sát tiếng nốt bàn đà lời thông khả lạnh đó nó cô dạ môi nó cổ rong bích bồ rầy để miền nét rộng lại khả lăng bụ ca đôi và thọ tập buồn dạng cứ cần sáng bói sai chóng đâm bong vĩ nâng chân năng cho anh ảnh sát dạ nốt miền prenium bì rô là hạ miệt có bán tam srong lần chúi đa cậu ma từng pi cha sát toán tịch khởi hai chỗ tôi bỏ đi phố chú cha mà đong môi toán tịch ọ khả nạ đa nội chía bốn lộp mơ tiếng phát phay rồi dạ nốt tà lọp tơ vĩnh bạp bếp bóng tà lọp mô pi đa ăn tịch vĩnh phá ôn cơ bán đi dây prap bóng sọp cực thằng ngày bằng toáp bồn ai có thôi chút môi dạng thông chăm tệ dạ nụ rí ai dạ nụ vinh có ban mọt đò hai bò đập hộp xa chả dạng chân ngành mọt mình ta bần nó thêm tên miệng ngây nâng chút cho rồi bọc bồn ai tiết phòng dạ chung lời môi ní ban xong xa là bò nâng chút bồn ai tí bòm phót có trâu bà ra cháy chốt khăn nâng chút dạng đồng nồng dạ tôi cho đó có sự mong vò bồn ách ở đó lên chìa thân nô nâng vật thọ buôn bà kà cứ cần xa anh bói, xa chóng, đồng bóng vĩ nâng chân năng cho anh ánh ôi tự bóng bốn từng bì nẹ bóng bốn từng bì nẹ cơ dôl bồn tam xâm na rộ bỏ dạ hồi dạ, nôm phá lâu đôi cặp chá ca bà rây thuơ chìa phá lâu ôi bì nẹ bóng bốn đó tự ca nô cô rộ bọc luôn ngày bàn tốt dạ cơ bản bà côn và thọ tập tiếng buôn giang nâng lực bất trái đề miên bàn niêm chán vật tù má thơ chia mà hê xây bồn ai bàn tay đòi bàn niêng tớp tê miên bà chôn đọc bèo và xá có xong mấy bồn ai ở rộng trăm bà mùi chân nam tiết xâm rếp áp bì xài bàn tốt bốc bồn ai có nôm bà ôn chạy chanh ông phi nô cô dạ đời xa tên nơi tam phá lâu bị đạo khăn ngang ca thuốc đầm nào bếch bồn ai có ban lỡ cân sáng bói bằng các ban xe mùi rồi lốt lăng chi xe bóng phai lươn xe lêu đời plek à nội chia đang cầm phong rốt tam cỏi hai co vùng bên bạch khả nê khả nạ đề miên chụp liêng giang thông bà tôi chụp bồn ai không bỏ cỏi tam rộp ôn giang ná
ក៏មិនអាចរកគ្នាឃើញដែរអនុជាជាប់វត្ថុពីរយ៉ាងនឹងខ្លួនគឺខ្សែចងនិងដំបងវាយឯពលឯងជាប់ខ្លួនទៅជាមួយនៅវត្ថុពីរយ៉ាងដែរគឺកន្សែងបោយនិងឆ្នាំងឆ្អិនឯង ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអនុជាបានដើរផ្សងព្រេងរស័តមកដល់ក្រុងមួយឈ្មោះសាកេតបុរីដែលមានស្ដេចព្រះនាមសមលរាជដែលមានព្រះមហេសីព្រះនាមស្រីសន្ធោមានបុត្រីមួយអង្គព្រះនាមមូលីសន្ធោអនុជាបានសុំតាយាយពីអ្នករស់នៅជាមួយតាគឺជាអ្នកថែសួនឲ្យស្ដេចសមលរាជថ្ងៃមួយតាបាននាំអនុជា មកជាមួយក៏បានជួបនឹងព្រះនាងបលីសន្ធោដែលចេញមកកំសាន្តសួនផ្កាក៏បានចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិនឹងអនុជាយ៉ាងក្រៃលែងថ្ងៃបន្ទាប់ស្ដេចសមលរាជក៏ចូលទីវង្គតទៅពួកនាម៉ឺនសັບមុខមន្ត្រីក៏រៀបចំដំរីបុលរត់ផ្សងរកអ្នកមានបុណ្យបារមីដើម្បីគ្រងរាជ្យជំនួសស្ដេចសមលរាជ ដំរីបោះសរិទ្ធក៏បានមកលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំអនុជាអនុជាក៏បានសោយរាជសម្បត្តិជាស្ដេចនៅក្រុងសាកេតបុរីនិងរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងមូលីសន្ធោចំណែកពលឯកវិញបានចេះសេះមកដល់នគរពារាណសីដែលមានស្ដេចព្រះនាមព្រហ្មទត្តមហេសីព្រះនាមសុវណ្ណវរិយនិងបុត្រីព្រះនាម សវណ្ណអំពោសម័យថ្ងៃមួយស្ដេចប្រមទត្តក៏ចូលទីវង្គតទៅពួកនាម៉ឺនសັບពុកមន្ត្រីទាំងឡាយបានរៀបចំដំរីបោះសរិទ្ធផ្សងព្រេងរកអ្នកមានបុណ្យបារមីដើម្បីគ្រងរាជ្យដំរីបោះសរិទ្ធបានមកលុតជង្គង់សំពះពលឯកដែលកំពុងសម្រាកលើសាលាសំណាក់ពេលនោះពលឯកក៏បានគ្រងរាជនៅនគរព្រះនសីហើយបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងសវណ្ណអំពោក្នុងគណៈនោះឯង ចំណែកស្ដេចអនុជាមិនបានធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជាឡើយទោះចង់ប្រកាសសង្គ្រាមក៏មិនខ្លាចស្ដេចពលឯកលើកដូច្នេះត្រង់ខ្ញាល់យ៉ាងក្រៃលែងបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនគរសាកេតបុរីភ្លាមៗដោយស្ដេចពលឯកលើកទ័ពមកវាយនគរសាកេតបុរីស្ដេចពលឯកលើកកន្សែងបោយបង្កើតជា ពលទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ចូលវាយទ័ពស្ដេចអនុជាប៉ុន្តែស្ដេចអនុជាបានប្រើខ្សែចងចងពលទ័ពនោះទាំងអស់ហើយប្រើដំបងវាយសម្លាប់ពលទ័ពពលឯកគ្មានសមនៈឃើញដូច្នេះស្ដេចពលឯកក៏ចេះតែលើកកន្សែងបកបង្កើតជាកងទ័ពរាប់មិនអស់តែពលទ័ពនោះក៏ត្រូវស្លាប់គ្មានសល់ដោយសារតែស្ដេចអនុជាប្រើវត្ថុខ្សែចងដំបងវាយ លោកសង្គ្រាមមិនចាញ់មិនឈ្នះទើបសុំចោចាគ្នាពេលស្ដេចទាំងពីរអង្គបានជួបមុខគ្នាហើយក៏ស្លុតចិត្តរហូតសន្លប់បាត់ស្មារតីរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់មកស្ដេចអនុជាក៏បាននាំមហេសីឲ្យសំពះព្រះរាមនិងនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយបាននាំព្រះអនុជានិងមហេសីមកលេងនគរពារាណសី ស្ដេចពលឯកក៏បានរំលឹកពីបណ្ដាំរបស់ស្ដេចយៈវិរលហមាតថា 6 ឆ្នាំឲ្យទៅជួបស្ដេចពលឯកក៏នាំស្ដេចអនុជាទៅកាន់នគរពេជ្របុរីកាលនោះមានស្ដេចយៈមួយអង្គទៀតព្រះនាមមហាមេឃក្រុងរាជនៅនគរកោះគិរីមានមហេសីព្រះនាមសុវណ្ណគិរីមានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមមហាតាមានរិទ្ធិអំណាចខ្លាំងពូកែអស្ចារណាស់ ក្រោយមកយៈនេះដឹងថានៅនគរពេជ្របុរីមានបុត្រីព្រះនាមច័ន្ទពុទុមាល្អស្អាតដាច់គេទៅមហាមេឃធ្វើដំណើរមកស្ដីដណ្ដឹងតែយៈវិរលហមាតផ្ដល់ចម្លើយថាព្រះនាង
bang chop chompet the nap say hi. Dal come not sun a yak near tang pee promotion number mobile. Pale no, Mahamay, rob die the coin tag as sun a yap promotion am no hooked up cat of high. Dutchman jump by your room jump did lie. Pantai will have mad no tapum jol, srop tan some day Mahamay, high no taper kite, nung pendul had Paul Dal Mahamay. Tuh chia yang ná, mà hà mêch mình sạp lại, hai con nông khá nít tên lọc tên nô cô vĩnh. Nâng đón bó rơ hoa mọi chỗ sẽ đi đăng đăng bệnh niên chan bộ tù má mà đòn tiền. Cô hợp chuồn bèl nốt, sẽ đánh bố lại nâng sẽ đánh anh ở chia mà đòn có miên ca bây giúp khá nít dàng khăn. Mà hà tá bàn bà áp bình hà bằng cách chữ đông phương chê bình nô cô. Tại trở sạch bộ lại, lỡ gần xanh bỏ ở các chiếc liên phân đất phương tù bình. Mà hà tá, bàn thua ở mấy ngôn ngất hai, lộp lôi chắp ra niên chăn bộ tù má khóc lăng tù lử. Bên lúc, sạch án nó chia bà xe chọn chương mà hà tá tiến thùm lẹ mù bình. Hai bà đâm bóng vĩ rồi hốt mà hà tá sạp bắt bóng chữ vật khăn ông bê nụ tử. Mà hà mệt, chị bày đá có xong cho chanh. Hai bà cô nô cô có kê rì ôi ta nô chìa cổ ngriệt. Rì ai sạch đạch vì rô là hạm mát có bàn bà cô nô cô bạch bà rây ôi ta sạch đạch bồn ai sau riêng. Hai rìm áp bì xa chì mũi bột trái giang ô la rực. Thằng ngày bàn tốt, sạch đạch bồn ai bàn tùl bạp mà hà xây thà. Trong miệng mà hà xây mùi ổng tiết cứ bình nhanh sư văn ổng bố. Nếu ai nô cô bình nà xây đời xâm chất trông công bà căn khăn nâng mà hà xây đà mây. Cả rồi bị bàn chụp chung khả nê nô cô bình nà xây hỏi. Sẽ lạch tăng phí ông bàn chanh sva nhu rộ miệt nà bị đà. Đời bà bố tế hiên tăng phí nô cô ôi chui rục rục. Khả nạc đầy lộ tăng phí rô nơi giang ngọng bá khả nông rộ bóp. Rêch ổ lộ. Nâng đà lộ ở sốt ở rực trừ. Bên lộ tăng phí bàn khơi bố tư hiên dạng chân tam rộ mà nuôi dân ní. Cơ chô bùn khăn nông rung phân nông toàn tư dôl ông phí sẽ đầy bạc kết. Tập chân mộ bằng hành thật luôn. Sẽ đạch bố ách bằng tòa phí bàn chụp mê đà bê đà hai cơ nông lộ tăng phí mở rộ nơi khăn nông nô cô bì rên là xây. Chân chân nàng cơ rồi mốc. Bệnh niên sư văn ông bố bố sốt bán bọt tra mùi ông thoai bệnh niên thà sổ văn ai cả. Ai bệnh niên chân bộ tụ má có bố sốt bán bọt tra mùi ông đai miên bệnh niên thà bố tùm ai. Chầm nét mùi ly sân thô mà hê xây sạch đại nội chia có bố sốt bán bọt tra mùi ông bệnh niên ạ nứt sân thô điệch.